thị xã Bàn Thạch với ca khúc Trang Thư Xanh, một sáng tác của anh Bằng. Và một tràng pháo tay dành cho thí sinh Danh Hồng Em. Một tràng pháo tay dành cho phần dự thi của thí sinh Danh Hồng Em đến từ xã Bàn Thạch, huyện Dòng Triền.